Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ghi nhận từ báo Người Lao Động tối mùng 6 tháng 9, Bộ Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Hạn hán Nhà nước Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và bão từ cấp 4 lên cấp 3 tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Theo cơ quan này, từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 9, sông Nandu và sông Changhua ở Hải Nam, sông Jianjiang và sông Moyang ở Quảng Đông có thể dâng cao do lượng mưa lớn do bão Yagi gây ra. Theo Tân Hoa Xã, sau khi đổ bộ vào Hải Nam chiều mùng 6 tháng 9, siêu bão Yagi tiếp tục đổ bộ lần 2 vào huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông vào khoảng 22 giờ 20 phút tối, giờ địa phương, tương đương 21 giờ 20 phút tối cùng ngày, theo giờ Việt Nam. Sức gió cực đại gần tâm bão đạt 208,8 km/h khi đổ bộ vào Quảng Đông, tức tương đương cấp 17 theo thang sức gió Beaufort mà Việt Nam sử dụng. Cường độ này đã có sự giảm bớt so với lúc bão đổ bộ vào Hải Nam vài giờ trước đó, khi sức gió cực đại gần tâm bão đạt 234 km/h trên cấp 17. Theo Cục Khí tượng Quảng Đông, bão Yagi sẽ đổ bộ lần 3 trong ngày 7 tháng 9 vào khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc, sau đó sức gió có thể giảm nhanh. Trong khi đó, China Daily trích dẫn một dự báo khác rằng bão có thể đổ bộ theo vùng ven biển từ Cảng Phong Thành, tỉnh Quảng Tây đến miền Bắc Việt Nam, có khả năng đạt cường độ bão hoặc bão mạnh. Sau đó, cường độ bão sẽ suy yếu nhanh chóng. Trước đó, chỉ hơn 1 giờ sau khi bão Yagi đổ bộ, đảo Hải Nam đã xảy ra tình trạng mất điện diện rộng, ảnh hưởng đến 830.000 hộ gia đình trong tỉnh. Tân Hoa Xã cho biết, Sở Cấp Điện của tỉnh đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp gồm 7.000 thành viên để bắt tay vào sửa chữa ngay khi điều kiện cho phép. Đến đêm mùng 6 tháng 9, điện đã được khôi phục cho 260.000 hộ gia đình. Trước khi bão Yagi đến, hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển đầy cát và khách sạn xa hoa đã hủy các chuyến bay và phà, đóng cửa các doanh nghiệp và yêu cầu hơn 10 triệu người dân không ra ngoài. Theo Reuters, việc đóng cửa cũng diễn ra tại các trường học, doanh nghiệp và tuyến giao thông tại Hồng Kông, Macau và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, cũng như các sân bay ở Việt Nam, nơi được dự đoán sẽ đổ bộ cùng với Lào vào cuối tuần. Tại Quảng Đông, nơi Yagi đổ bộ lần 2, từ trưa mùng 6 tháng 9, đã có hơn 574.500 người được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ, trong đó hơn 2/3 là cư dân thành phố Trạm Giang. Tại đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc, một số hoạt động đã được khôi phục. Tuy vậy, các giải mưa lớn liên quan đến Yagi vẫn sẽ mang đến những trận mưa rào lớn cho khu vực này. Thành phố lân cận Thâm Quyến đã ban hành cảnh báo mưa ở mức cao nhất. Yagi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Hải Nam kể từ siêu bão Rammasun năm 2014. Rammasun mạnh hơn Yagi đã giết chết 88 người ở Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam và gây ra thiệt hại kinh tế hơn 44 tỷ nhân dân tệ, 6,25 tỷ USD. Sáng nay, bão Yagi tác động đến đất liền từ Quảng Ninh đến Nam Định. Ghi nhận từ báo Dân trí, theo lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng nay, bão Yagi bắt đầu có những tác động đến khu vực đất liền từ Quảng Ninh đến Nam Định. Quảng Ninh đã có gió mạnh cấp 7. Sáng mùng 7 tháng 9, thông tin về diễn biến bão Yagi, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi vào Vịnh Bắc Bộ, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Theo ông Lâm, hiện bão Yagi mạnh cấp 11, giật cấp 13. Khu vực đất liền như Móng Cái, Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh bắt đầu có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8, 9. Từ sáng nay, bão Yagi bắt đầu có những tác động đến khu vực đất liền. Gió trên khu vực đất liền sẽ tiếp tục mạnh dần lên, mở rộng dần xuống phía nam của tỉnh Quảng Ninh, sau đó là tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình và Nam Định. Ông Lâm cũng lưu ý, sóng lớn sẽ duy trì liên tục ở khu vực Vịnh Bắc Bộ cho đến trưa mùng 7 tháng 9. Khu vực ven bờ, cảnh báo nước dâng từ 0,5 đến 2 mét. Đặc biệt khu vực Quảng Ninh, nước dâng cao nhất có thể lên đến 2 mét, cao điểm thời gian nước dâng trong sáng và chiều mùng 7 tháng 9. Trong sáng và trưa nay, gió tiếp tục mạnh lên và mở rộng ra các tỉnh khác ở phía đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Đối với mưa lớn, dự báo tính thời điểm bắt đầu mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ và trong đó cao điểm mưa sẽ xảy ra từ khoảng trưa cho đến tối hôm nay, mùng 7 tháng 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 6 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng 160 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, 150 đến 166 km/h, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Truyền thông Mỹ, bão số 3 Yagi có thể mạnh hơn trước khi vào Việt Nam. Theo truyền thông Mỹ, sau khi quét qua Trung Quốc và hạ cấp, bão số 3 Yagi đã tái cấu trúc trong đêm và có điều kiện để mạnh hơn trước khi đổ bộ vào Việt Nam. Tờ New York Times dẫn tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, bão số 3 Yagi, một trong những cơn bão mạnh nhất năm 2024, đã đổ bộ vào đảo Hải Nam của Trung Quốc vào 16 giờ 20 phút ngày 6 tháng 9, giờ địa phương. Trung tâm cảnh báo bão Liên hợp quốc của Hải quân Mỹ cho biết, khi đổ bộ, bão Yagi tương đương với bão cấp 4, sức gió lên tới 209 đến 251 km/h, theo thang đo của Mỹ. Tối ngày 6 tháng 9, mắt bão Yagi đã đi qua thành phố Hải Khẩu, Trung Quốc, gây ra những đợt gió mạnh can quét thành phố này. Bão Yagi suy yếu khi di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và nhanh chóng tái cấu trúc trong đêm 6 tháng 9. Theo New York Times, trong 12 giờ tới, các vùng nước ấm sẽ có thể khiến bão mạnh lên với sức gió khoảng 209 km/h hoặc cao hơn trước khi đổ bộ vào Hải Phòng vào ngày 7 tháng 9. Khi đó, bão Yagi vẫn duy trì tương đương với bão cấp 4 theo thang đo của Mỹ. Nếu điều này xảy ra, đây là một trường hợp hiếm gặp. Theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ, chưa từng có cơn bão nào ở cấp độ như vậy đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam trong những năm gần đây. Giới chuyên gia thời tiết dự báo mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc dự kiến sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 9 tháng 9. Giới chức Trung Quốc cho rằng các khu vực ở tỉnh Hải Nam và tỉnh Quảng Đông sẽ nhận lượng mưa hơn 50 cm mỗi ngày trong thời gian đó. Các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam và Quảng Tây đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở và ngập lụt. Các đội chuyên trách đã được cử đến 2 tỉnh Quảng Đông và Hải Nam để hỗ trợ ứng phó thiên tai. Hơn 410.000 người ở Hải Nam và 670.000 người ở Quảng Đông đã buộc phải sơ tán vì bão Yagi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay, giới chức Hải Nam yêu cầu người dân không ra khỏi nhà và ra lệnh đóng cửa toàn bộ các cửa hàng, chợ không thiết yếu, đồng thời dừng hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, đóng cửa trường học và các điểm du lịch. Sở Giao thông Quảng Đông cũng dừng lưu thông trên 6 đường cao tốc và một cây cầu lớn nối Hồng Kông, Macau và Chu Hải. Tại tỉnh Hải Nam, sân bay quốc tế Haikou Meilan đã hủy tất cả các chuyến bay theo kế hoạch ngày 6 tháng 9. Tại Việt Nam, giới chức thúc giục người dân đưa tàu thuyền trở lại bờ, đồng thời sơ tán người dân, du khách khỏi các đảo và vùng dễ bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Trước khi đổ bộ vào Trung Quốc và hướng về Việt Nam, bão Yagi đã càn quét qua Philippines, khiến 16 người thiệt mạng và gần 2 triệu người khác bị ảnh hưởng. Siêu bão đổ bộ, hơn 400.000 dân Hải Nam sơ tán. Yagi, cơn bão số 11 vào Trung Quốc trong năm nay, hay còn gọi là cơn bão số 3 ở Việt Nam, đã đổ bộ tỉnh Hải Nam với sức gió lên tới 234 km/h. Vào 16 giờ 20 phút, cơn bão với sức gió lên tới hơn 234 km/h đã đổ bộ vào bờ biển thị trấn Ông Điền ở thành phố Văn Xương, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua đưa tin. Theo Cơ quan Khí tượng tỉnh Hải Nam, bão Yagi dự kiến di chuyển về phía thủ phủ Hải Khẩu cũng như các huyện Trường Mại và Lâm Cao. Để ứng phó với cơn bão, Hải Nam đã sơ tán hơn 400.000 người tính đến trưa ngày 6 tháng 9. Tỉnh đã nâng mức cảnh báo bão lên mức cấp nhất từ ngày 5 tháng 9. Hầu hết hòn đảo hứng chịu mưa to, mưa nhiều nhất ở thị trấn Thiên Gia, huyện tự trị dân tộc Lê Lạc Đông, nơi có hơn 460.000 người sinh sống. Lượng mưa trong 1 giờ trút xuống khu vực này lên tới 62,8 mm. Miền Bắc Hải Nam hứng gió mạnh từ cấp 13 đến cấp 16. Một số thành phố và huyện bị mất điện. Chính quyền Hải Nam yêu cầu người dân không rời khỏi nhà và ra lệnh đóng cửa tất cả các doanh nghiệp, chợ, phương tiện giao thông công cộng, điểm tham quan du lịch, trường học. Sân bay lớn nhất tại Hải Nam hủy toàn bộ chuyến bay hôm nay. Toàn bộ tàu đánh cá ngoài khơi đã quay về cảng neo đậu tránh bão. Giống như Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây cũng đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp lên mức cao nhất, cảnh báo người dân về nguy cơ lở đất và lũ lụt. Các tổ công tác được cử đến Quảng Đông và Hải Nam để giúp ứng phó với bão lũ. Bão dự kiến vượt qua đảo Hải Nam, đi vào vịnh Bắc Bộ và đến 1 giờ sáng mai cách Quảng Ninh khoảng 230 km với sức gió mạnh nhất cấp 14 tức 166 km/h, giật cấp 17. Khoảng trưa mai, tâm bão đổ bộ vào các tỉnh Quảng Nam, Nam Định, cường độ cấp 11, cấp 12, giật cấp 15. Bão sau đó giữ hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km/h, đi sâu vào các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!